Hãy cùng theo dõi xem câu chuyện hôm nay là gì và chương trình sẽ giúp được gì cho khách mời. Khách mời đầu tiên hôm nay là bạn Nen, 32 tuổi. Hiện tại, bạn ấy làm nghề buôn bán ở Bangkok. Từ ngày tháng năm sinh tôi nhận thấy rằng bạn sinh ngày 30, đúng không? 30 tháng 11, cộng lại được 41, bạn nhớ đến người đã qua đời, tuổi Tỵ, nghĩa là tình yêu. Nên tôi cho rằng người đã qua đời cũng là người mà bạn rất yêu thương. Trong lòng bạn, muốn người ấy trở về nhà. Vì người ấy ra đi một cách đột ngột. Trong khi chúng ta trò chuyện, tôi xin phép một chút. Phía sau bạn, có một linh hồn đang phát sáng. Người này có rất nhiều công đức. Tôi xin phép. Cảm ơn bạn vì đã giúp đỡ người khác tới mức hy sinh mạng sống của mình. Công đức này đã giúp anh ra đi một cách thanh thản và được siêu thoát. Cả cuộc đời người này đã giúp đỡ rất nhiều người, đánh đổi cả mạng sống của mình. Người ấy nói rằng, bảo con hãy tự hào vì ba của bé đã được siêu thoát rồi. Người ấy nói có chuyện gì thì cứ nói với chú Lách. Bạn có quen ai tên là Lách không? Có chuyện gì thì cứ nói với chú ấy. Vì bạn ấy không thể ở bên cạnh bạn nữa, không thể chăm sóc cho bạn. Hiện giờ, bạn ấy vẫn đang đứng bên cạnh bạn. Cả người bạn ấy phát sáng. Bạn ấy rất tự hào, còn tạo dáng như vậy nữa. Bạn có còn nhớ không? Anh Lưu đang nói chuyện với ai vậy? Tôi đang nói chuyện với một bạn nam, nhỏ tuổi hơn bạn Nen. Đúng vậy. Bạn Nen, bạn có muốn nói gì với bạn ấy không? Bạn ấy là ai vậy? Là chồng của tôi. Bạn muốn nói gì với bạn ấy không? Tôi muốn nói là tôi nhớ anh ấy. Muốn tâm sự nhiều điều với anh ấy, vì những lúc mệt mỏi tôi thường cảm thấy tủi thân. Mỗi lần con bị bệnh, thì bé thường nói là nhớ ba. Vì mỗi lần bé bệnh, anh ấy là người đưa bé đi bệnh viện. Nhưng giờ anh ấy không còn nữa, không ai phụ tôi chăm sóc cho con. Tôi thấy thương con. Có điều gì muốn nói thì bạn cứ nói, vì tôi cảm nhận và kết nối được. Hiện giờ, bạn ấy vẫn còn ở đây. Bạn ấy đang ở đâu vậy anh Lưu? Bạn ấy đứng cạnh TV, phía sau bạn Nen. Bạn Nen, bạn có thể quay về phía bên trái để nói chuyện với bạn ấy. Anh đừng lo lắng gì cả. Em sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Em sẽ thay anh lo lắng cho con và ba mẹ. Bạn ấy nhờ bạn nhắn lại với mẹ rằng lúc mẹ hôn, bạn ấy cảm nhận được. Lúc ở trong quan tài, mẹ đã hôn bạn ấy. Bạn ấy cảm nhận được. Bạn ấy không nghĩ là mình đã mãi mãi ra đi. Hôn trong quan tài nghĩa là gì vậy bạn Nen? Lúc nhìn thấy thi thể của anh ấy, mẹ đã hôn anh ấy, còn ôm anh ấy nữa. Bạn ấy nhắc tới việc bạn ấy cảm nhận được khi mẹ hôn bạn ấy, phải không anh Lưu? Bạn ấy muốn tôi truyền đạt cảm xúc của bạn ấy, vì bạn ấy thường không để người khác thấy mình khóc. Đúng vậy. Đây là cảm xúc mà bạn ấy muốn truyền đạt. Lúc nãy anh Lưu có nhắc tới một người tên Lách, đó là ai? Là chú của anh ấy, chú Lách. Chú Lách là em trai của ba. Có người tên Lách, đúng không? Đúng vậy, là em trai của ba. Tôi rất thân với chú ấy. Vợ chú ấy là cô Trả, có chuyện gì tôi đều tâm sự với họ. Xin mời chị Chen. Điều mà tôi cảm nhận được thông qua bạn Nen, đó là một bạn nam, dáng người hơi mập. Bạn ấy mặc đồ của đội cứu hộ, giống như là đồng phục. Bạn ấy xuất hiện bên cạnh bạn và nhìn về phía bạn, nhìn về phía con gái của bạn. Thường ngày, bạn thường gọi bạn ấy là ba ba. Đúng vậy, bạn ấy gọi bạn là mập. Đúng vậy. Bạn ấy nói là, mập à, mập đừng lo. Ba ba đã được siêu thoát rồi. Ba ba tự hào vì đã giúp đỡ được nhiều người. Ba ba rất hạnh phúc. Bạn ấy kể là có một người đàn ông đưa bạn ấy tới một sinh cảnh tốt. Và điều mà bạn ấy lo lắng đó là con.
Bạn ấy từng nói với bạn là nếu có nhiều tiền, bạn ấy sẽ cho con học ở trường học tốt, thậm chí là cho con học ngoại ngữ. Đây là điều bạn ấy nói với bạn khi còn sống. Bạn ấy còn nói với bạn là nếu có tiền, bạn ấy sẽ mua nhà cho bạn và con. Có đúng không? Vâng. Bạn ấy nhắn rằng bạn ấy không thể làm điều đó nữa. Bạn ấy xin lỗi vì không thể hoàn thành lời hứa. Bạn ấy nhờ bạn chăm sóc cho con. Ngoài ra, còn nhờ bạn chăm sóc cho mẹ vì mẹ bị bệnh cao huyết áp. Kiểu như mẹ không tiện đi đâu xa vì dễ bị mệt. Mẹ cũng đã lớn tuổi rồi. Ngoài ra, bạn ấy còn nói là đừng đem hình bạn ấy ra xem nữa, vì bạn nên thường lấy hình của bạn ấy ra xem và khóc rất nhiều. Điều đó khiến bạn ấy đau lòng. Mỗi lần bạn ấy về nhà, nhìn thấy Nen ôm con và khóc, nhưng không để cho con thấy. Và bé thường nói là, con thấy ba, con thấy ba. Có vẻ như con gái bạn nhìn thấy điều gì đó. Đúng vậy, con bé thường nói với em như vậy. Bạn Nen cũng biết, mỗi lần bạn ấy hôn con thì sẽ hôn ở đầu, đúng không? Đúng vậy, anh ấy thường hôn tóc con bé, thỉnh thoảng thì hôn trán. Mỗi lần về, bạn ấy đều hôn con. Bạn ấy rất thương con và bạn Nen. Bạn ấy nhắn rằng, đừng lo lắng gì cả, bạn ấy đã được siêu thoát rồi. Vì bạn ấy có nhiều công đức. Có đúng là chồng bạn gọi bạn là mập không? Đúng vậy, lúc mới quen nhau, anh ấy đã gọi như vậy rồi. Gọi là gì? Gọi là mập, mập ơi, mập à. Là biệt danh của hai bạn ấy. Có thể cho chúng tôi xem hình bạn ấy được không? Bạn Nen thường xuyên nói chuyện với hình của bạn ấy. Đúng vậy. Đây là di ảnh của bạn ấy. Là bộ đồng phục tôi nhìn thấy. Mỗi lần nhớ anh ấy, tôi thường ôm tấm hình này. Ngoài ra, còn có hình mà đội cứu hộ làm cho anh ấy, cân bằng với kích thước người thật. Con em thường hôn nó trước khi ngủ và mỗi sáng thức dậy. Mỗi lần như vậy, bé có nói gì không? Bé hay hỏi là, ba có lạnh không? Con bé sẽ mang mền ra đắp cho bức hình và bảo là, mẹ ơi, mẹ đắp mền cho ba đi, để ba không bị lạnh. Vậy còn bạn thì sao? Bạn thường nói gì với bạn ấy? Tôi thường nằm nghiêng và ôm hình của anh ấy như vậy, rồi tôi nói nhớ anh ấy. Con xin lỗi anh ấy nữa. Nhưng chủ yếu là tôi nói nhớ anh ấy, muốn anh ấy ôm tôi. Tôi muốn anh ấy phải tìm tôi và ôm tôi mỗi khi tôi mệt mỏi. Sau đó thì em khóc và hôn hình anh ấy. Bạn ấy còn nhắn rằng, hãy nói với ba của bạn ấy là bạn ấy tự hào vì đã nối bước của ba. Dù hiện giờ, ba bạn ấy đau lòng vì sự ra đi của bạn ấy, nhưng bạn ấy muốn nói với ba rằng, ba đừng đau lòng, bạn ấy tự hào vì đã noi theo tấm gương của ba. Bạn ấy không muốn ba đau khổ hay tự trách bản thân vì sự việc đã xảy ra, nhưng muốn mọi người biết đó là lựa chọn của bạn ấy. Thậm chí là chọn từ lúc còn nhỏ, bạn ấy nhìn theo tấm gương của ba, nên bạn ấy chọn làm điều tốt, theo chân của ba. Bạn ấy rất thương ba của mình. Ba là người ít nói. Nhìn bề ngoài có vẻ như không đau lòng, nhưng mọi người biết là ba rất nhớ anh ấy. Bạn Nen à, những gì mà anh Lưu và chị trên nói có đúng không? Đúng. Tôi muốn nghe toàn bộ câu chuyện. Chồng của bạn tên gì? Anh ấy tên Bob Atta Pong Thuom Thong. Bao nhiêu tuổi? 26 tuổi. Bạn ấy làm nghề gì? Anh ấy chạy xe ôm và công việc làm thêm là lính cứu hỏa. Ngoài ra, còn tham gia đội cứu hộ. Anh Lưu có nói là bạn ấy giúp đỡ nhiều người. Anh ấy làm việc đó từ năm 15 tuổi. Tại sao bạn ấy lại qua đời? Bob đi dập lửa ở khu kịt Sada, hẻm 37. Phụ này báo có đưa tin. Đúng rồi, phụ này ở gần nhà tôi. Mọi người kể lại là, trước khi căn nhà đổ xuống, thì Bob đã kịp chạy ra ngoài rồi. Nhưng vẫn còn có người bị kẹt lại trong nhà, lúc đó ngọn lửa vẫn chưa lan ra. Không ai dám leo vào trong, nên Bob quyết định sẽ quay vào trong để cứu người, nên Bob đã đi vào đó. Cùng với chú của anh ấy và một người bạn đồng nghiệp, sau đó thì căn nhà đổ xuống. Làm thế nào bạn biết tin chồng mình đã qua đời? Ba mẹ của Bob gọi cho ba mẹ tôi và báo là Bob đã qua đời. Bob ra khỏi nhà vào lúc 5 giờ sáng và qua đời vào khoảng 8, 9 giờ.
Bởi vì lúc căn nhà đổ xuống thì Bob vẫn còn sống. Vì lúc đó các bạn đồng nghiệp vẫn còn nghe được tiếng của Bob qua bộ đàm. Khi họ hỏi tình hình thế nào thì Bob vẫn trả lời, nghĩa là vẫn còn sống. Vậy bạn ấy qua đời lúc nào? Sau đó khoảng 10 phút thì Bob qua đời. Anh ấy không chịu được hơi nóng vì anh ấy bị cột đè lên người. Tình trạng thi thể như thế nào? Phần dưới của Bob hoàn toàn không nhận dạng được, chỉ còn lại nửa người trên. Xin chia buồn cùng bạn, mong bạn thật mạnh mẽ. Vậy có ai nhìn thấy linh hồn của Bob không? Có hai người bạn của anh ấy là Bu và Tê. Ngày đầu tiên đến dự tang lễ của Bob, trên đường về thì người thấy mùi cháy khét. Tê là tài xế xe cứu hộ, Tê nói là nhìn thấy bóng đen ngồi phía sau xe. Dáng người giống Bob, Tê cũng hỏi tôi là Bob có về tìm tôi không? Nhưng Tê khẳng định đó là Bob, vì dáng người rất giống với anh ấy. Còn một sự việc nữa, đó là hôm Bu và Tê đi cứu hộ, nhưng không có ai phụ vẫy xe. Mỗi lần đi cứu hộ, sẽ có người cầm đèn pin vẫy xe. Hôm đó không có. Trong lúc Bu và Tê đang cứu người, thì nhìn thấy đèn pin phía sau xe. Trong khi không có ai ở đó, nên cả hai nghĩ là Bob tới giúp họ. Mọi người đều nghĩ đó là Bob. Còn gia đình bạn thì sao? Không, không ai nhìn thấy. Chỉ có con gái tôi hay hỏi tôi là, mẹ ơi, sao ba về tới mà không chịu vào nhà? Nhưng tôi không biết có phải là con bé nói giỡn hay không, vì tôi là người sợ ma, nên không biết có phải là thật không. Nhưng con bé thường xuyên nói như vậy, mẹ ơi, ba về rồi, mẹ đừng đóng cửa, để ba vào nhà. Con gái bạn bao nhiêu tuổi? 7 tuổi. Hôm nay đến đây, bạn muốn chương trình giúp gì cho bạn? Tôi muốn hỏi là anh ấy đang ở đâu, có cần gì không? Linh hồn anh ấy có còn ở nhà không? Vì tôi thấy thương ba mẹ của anh ấy, mẹ muốn gặp anh ấy. Anh ấy chỉ về gặp bạn và đồng nghiệp của anh ấy, nhưng chưa bao giờ về tìm ba và mẹ. Ba và mẹ muốn gặp anh ấy, sao anh ấy không về báo mộng cho gia đình? Nghĩa là bạn ấy không về tìm ba mẹ, không về tìm Nem, nhưng về tìm các bạn. Đúng vậy, nhưng mỗi ngày rằm tôi đều nghe tiếng chó sủa inh ỏi. Tôi nghĩ đó là Bob, nhưng không biết có phải là thật hay không. Nếu đúng là anh ấy thì em cũng thấy vui vì anh ấy đã về nhà. Mời chị trên có đôi điều chia sẻ. Thần thức cuối cùng trước khi bạn Bob qua đời, bạn ấy nghĩ vì con, nghĩ về bạn Nen và mẹ. Người cuối cùng là ba của bạn ấy. Trong đầu bạn ấy chỉ nghĩ về gia đình. Vì vậy, thần thức cuối cùng của bạn ấy rất lo lắng. Cả công đức và hình ảnh gia đình, nên linh hồn đã được lãnh nhận công đức. Mỗi khi có cơ hội, bạn ấy sẽ về thăm con và bạn Nen, nhưng bạn ấy không báo mộng cho bạn hoặc ba mẹ vì bạn ấy biết mọi người yêu thương bạn ấy. Bạn ấy không muốn mọi người lo lắng. Việc bạn ấy thường xuyên tìm về sẽ khiến cho ba mẹ và bạn thấy lo lắng. Vì cho tới bây giờ, bạn vẫn luôn nhớ về bạn ấy. Tôi muốn nói với bạn là người tốt, giúp đỡ người khác, thậm chí là hy sinh bản thân mình. Đó là một công đức vô cùng cao cả, giúp cho linh hồn sau khi qua đời đến được một sinh cảnh tốt. Đây là câu chuyện của bạn Nen khi mất đi người chồng của mình trong công tác của người khỏi tai nạn hỏa hoạn. Anh Lưu và chị trên cảm nhận được rằng linh hồn của bạn Bob đã được đầu thai nhờ những công đức đã tích góp. Chương trình Người Thách Thức Ma mong gia đình bạn Nen sớm lấy lại tinh thần và vượt qua được nỗi đau này. Hiện giờ khách mời thứ hai đã sẵn sàng. Xin nhắc lại là chúng tôi chưa từng có cơ hội được gặp gỡ khách mời. Khách mời thứ hai hôm nay là bạn Giao Kamonchanot, 30 tuổi. Hiện tại, bạn ấy đang kinh doanh ở tỉnh Chajapung. Khi nhìn vào mắt của bạn Giao, tôi cảm nhận được rằng bạn Giao đang lo lắng về vấn đề nhà cửa. Có vẻ như là căn nhà mà bạn đang sinh sống, đúng không? Đúng vậy. Theo như tôi nhìn thấy, thì đây là một căn nhà trệt. Nhưng trong nhà có rất nhiều tượng Phật và những đồ vật linh thiêng khác nữa. Phải nói là rất nhiều. Bản thân bạn Giao là người thích xem thầy, xem bói. Vô cùng thích. Đi chỗ này chỗ kia, ai giới thiệu cũng đi. Bạn Giao là người khá mê tín. Đó là những gì tôi cảm nhận được. Nhưng có một điều mà bạn đã quên. Đó là bạn từng thỉnh Kumande từ chùa hay một nơi linh thiêng nào đó. Tôi cảm nhận được một điều nữa, đó là trong căn nhà bạn đang sống, không có vấn đề gì, nhưng có linh hồn một người đàn ông,
dáng người hơi to con. Có thể là vong hồn ở trong nhà, chứ không phải họ hàng của bạn. Kiểu như là linh hồn này đã sống ở đây lâu rồi, nhưng mà bạn không nhận ra điều đó. Bạn có từng đi chùa và thỉnh Kuman về không? Nếu đi chùa thì tôi thường chỉ thỉnh tượng Phật về thôi. Có nhiều, nhưng có một vật mà bạn bỏ quên. Bạn hình dung nha, là một lọ thủy tinh nhỏ. Có tượng khắc bằng gỗ ở trong, đó là Linh Nhi. Bạn thỉnh nó về lâu rồi, thậm chí là bỏ quên nó. Bạn có nhớ không? Vâng, giờ thì tôi nhớ ra rồi. Là một mảnh gỗ được điêu khắc thành hình trẻ em, gọi là Linh Nhi. Mời anh Lưu. Sau khi phân tích toàn bộ những con số, điều duy nhất mà tôi nhìn thấy đó là đây là căn nhà mà bạn mua nhiều năm rồi. Đúng vậy, thuộc một dự án dân cư, đúng không? Từ trước tới giờ, chưa có vấn đề gì, mọi việc đều suôn sẻ. Cho tới khoảng 2-3 năm trở lại đây, nên tôi có một câu hỏi là lúc mua và chuyển về đây sống, bạn có từng mời ai về làm nghi thức gì liên quan tới bàn thờ thổ thần thổ công không? Không có, lúc cúng nhà mới, tôi chỉ mời sư thầy về để tụng kinh và làm phép nhà thôi. Chỉ mời sư thầy tới tụng kinh thôi. Ok, vậy cùng phân tích tiếp nha. Đây là những gì tôi đã vẽ. Là hình ảnh căn nhà, ở đây có một vật gì đó hình vòng cung. Phía trước nhà là cỏ, đúng không? Đúng vậy, nhưng giờ đã dùng đá để lấp lại rồi. Tức là dùng đá đặt lên cỏ, đúng không? Đúng vậy. Tôi chưa thấy có ma quỷ gì trong căn nhà này, ngoại trừ bản thân bạn liên quan tới nghi thức tôn giáo. Hoặc là có ai đó dù bạn tham gia một nghi thức nào đó. Bởi vì, vấn đề mà tôi nhìn thấy xuất phát từ một cá nhân, nhưng còn căn nhà này thì không có vấn đề gì, cũng không thấy bất kỳ linh hồn nào. Vì vậy, tôi mới thắc mắc rằng, bạn có từng tham gia nghi thức linh thiêng nào hay không? Ví dụ như một số người thỉnh bùa yêu, bùa ăn nói, với những thầy Pháp, nếu có thì vấn đề này là do cá nhân bạn. Nhưng nếu không có, thì tôi không nhìn thấy linh hồn nào trong căn nhà này. Căn nhà mà bạn đang sống có kiểu dáng ra sao? Là nhà thuộc khu dân cư, nằm ở hẻm đầu tiên. Phía sau nhà là một con kênh cũ, kiểu như là con kênh nào bao quanh khu tôi sống. Bạn mua căn nhà này bao lâu rồi? Cũng gần 10 năm rồi, kể từ lúc tôi vào đại học. Bạn có bao giờ nhìn thấy hay cảm nhận được linh hồn người đàn ông mà chị trên nhắc tới không? Không, bởi vì hình như đó là phụ nữ. Linh hồn mà mẹ và em tôi nhìn thấy, cụ thể là thế nào? Sau mua nhà và dọn về đây sống, lúc sư thầy tới làm phép nhà, thì ngài ấy có dặn là phải làm phúc thật nhiều. Vì mỗi căn nhà đều có chủ cũ từng sinh sống, đó là điều bình thường. Không có vấn đề gì. Sau khi dọn vào một thời gian, thì có cảm giác như không chỉ ở một mình, giống như có ai đó ở trong nhà. Em trai tôi là người nhìn thấy, khi nằm trên giường, thì em ấy cảm thấy nệm bị lún xuống. Làm thế nào bạn biết đó là linh hồn phụ nữ? Mẹ tôi bị bóng đè, mẹ nhìn thấy một người phụ nữ trong trang phục cổ. Tà áo dài và tóc cũng dài, mẹ tôi kể lại là lần cuối cùng mẹ tôi nhìn thấy, thì chân người đó còn bị xích vào người đó đè lên ngực mẹ. Có phải là ma quỷ trong nhà không anh Lưu? Ngoài ra, bạn tôi cũng từng nhìn thấy, vì lúc mới mua nhà, tôi thường dù bạn tới chơi và ngủ lại. Lúc ngủ, bạn tôi bị kéo mền và bị siết tay tới mức để lại vết bầm, cũng là linh hồn phụ nữ. Đúng vậy. Có ai từng nhìn thấy linh hồn đàn ông không? Không có, mọi người đều nhìn thấy linh hồn phụ nữ. Tới mức bạn tôi không dám tới nhà chơi nữa. Tôi có một câu hỏi. Sự việc xảy ra cũng lâu rồi, làm thế nào để bạn tiếp tục sống ở đây? Mỗi ngày rằm, đồ vật trong nhà thường xuyên bị rơi bể, hết vật này tới vật khác, tôi thường nói là cứ mạnh ai nấy sống. Vì tôi thường xuyên làm phúc cho họ, và bảo họ đừng làm phiền tới gia đình tôi, cứ sống hòa thuận với nhau là được. Nghĩa là vào ngày rằm, đồ vật trong nhà bị rơi bể sao? Đúng vậy, kiểu như đồ vật đang ở trên bàn thì bị rơi xuống đất. Giống như có ai cố tình đẩy xuống. Bạn nghĩ là do ma quỷ làm sao? Đúng vậy. Ví dụ như là gì? Lọ nước hoa, ly nước. Sao? Bạn muốn chương trình giúp gì cho bạn? Tôi muốn biết là họ có cần tôi giúp gì không?
vì có vẻ như họ cũng đã ở đây lâu rồi. Có cách nào để giải quyết không? Vậy bản thân bạn có từng gặp vấn đề gì không, ngoại trừ nghe người khác kể lại? Không, tôi chưa từng gặp. Chỉ nghe người khác kể lại. Đôi khi họ hàng cũng muốn tới chơi, nhưng lại sợ gặp phải ma quỷ. Đại loại là vậy. Còn tôi thì không có vấn đề gì. Hầu hết là mẹ bạn nhìn thấy, đúng không? Đúng vậy. Họ có nói gì với mẹ bạn không? Không có. Mẹ tôi chỉ bị vong đè và bị linh hồn đè lên ngực. Có vẻ như căn nhà này có ma. Vậy ngoài mẹ và bạn, còn ai sống ở đây nữa không? Có em trai tôi, nhưng sau khi bị ma nhát, thì em ấy sợ và không tới đây nữa. Nghĩa là hiện tại, ngoài bạn ra thì căn nhà này có bao nhiêu người? Một người. Vậy thì tôi hiểu rồi, những gì tôi nói cũng có căn cứ. Tôi đã nói căn nhà này không có ma quỷ, ngoại trừ có người đã tham gia nghi thức nào đó. Điều thứ hai đó là, dù mẹ bạn gặp phải chuyện gì đi nữa, có thể là do bản thân của mẹ bạn. Tôi hỏi bạn một chút. Trước đây, mẹ của bạn có từng tham gia nghi thức liên quan tới bùa ngải, gọi hồn hay đại loại như vậy không? Hoặc là xin bùa giải mệnh, bùa yêu? Đây chỉ là câu hỏi tôi đặt ra thôi, vì nếu không phải xuất phát từ bạn, thì có thể là từ mẹ của bạn. Bình thường mẹ tôi không tin những việc như vậy, nên tôi không chắc là mẹ có từng tham gia hay không. Trước đây, mẹ tôi cũng không thường xuyên làm phước, cúng dường. Nhưng từ lúc mẹ bị ma nhập, thì tôi đưa mẹ đi chùa làm phúc nhiều hơn. Mẹ bạn bị ma nhập lúc nào? Vào khoảng 3, 4 năm về trước. Vậy thì quay lại điều tôi đã nói. Tại sao mẹ bạn lại bị ma nhập? Bị nhập ở đâu? Vì mẹ tôi là người ăn nói thẳng thắn, ít suy nghĩ. Có lần mẹ tôi đi cúng cho ở chùa. Mẹ đã nói là, tôi cúng cho thì nhớ theo phù hộ tôi, đại loại như vậy. Vậy thì tôi nói không sai. Căn nhà này không có vấn đề gì. Người đem ma quỷ về nhà chính là mẹ bạn. Hay là vậy đi, bạn có thể đưa chúng tôi đi xem những chỗ đã nhìn thấy linh hồn được không? Ví dụ như là phòng ngủ của mẹ, của em bạn. Phiền bạn cho tôi xem chỗ để tượng Phật được không? Những vật mà bạn đã thỉnh về. Ở chỗ bàn thờ. Đây là bàn thờ của nhà tôi. Bạn là người thích thỉnh tượng Phật về nhà. Có phải bạn là người thỉnh về không? Đúng vậy. Bạn có còn giữ miếng gỗ có hình con chim không? Hình chim sao? Giống như là chim ác là vậy, bạn có biết không? Có, nhưng tôi để nó trong ba lô. Bản thân bạn giao thích coi bói, đúng không? Đúng vậy. Mỗi lần đi coi bói, thầy bói sẽ đưa cho bạn ấy những vật linh thiêng. Bạn đã thỉnh những vật đó về, đúng không? Đúng vậy. Đó chính là vấn đề mà bạn không nhận ra. Những vật này, trong Phật giáo gọi là tà đạo, không thuộc về những điều mà Đức Phật dạy. Là tà đạo. Nếu mang về nhà, sẽ khiến căn nhà nóng như lửa. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng căn nhà này không có gì đáng sợ, mà là những vật mà bạn đã thỉnh về. Nhưng hình như bạn có hai căn nhà. Bạn để chúng ở hai nơi khác nhau. Đúng vậy, nhưng tôi không nhìn thấy linh hồn phụ nữ trong căn nhà này. Tôi xin phép hỏi thêm một chút, có phải bạn từng niệm thần chú gì đó không? Liên quan tới duyên ăn nói. Đúng vậy. Tại sao bạn lại làm vậy? Mỗi lần tôi đi nhận việc thì tôi sẽ niệm nó. Vì tôi là nhà thầu thi công. Cho chúng tôi xem phòng em trai bạn được không? Chị trên có muốn xem chỗ nào nữa không? Đây là phòng em trai bạn ngủ và nệm bị lún xuống phải không? Đúng vậy. Nhưng thật ra, ma quỷ không thể làm điều đó. Có thể là do vấn đề tinh thần, em bạn nghe những việc mà mẹ bạn kể lại. Nên em ấy bị ám ảnh, mẹ bạn từng xuyên bị ma nhát, đúng không? Có phải mẹ bạn là người ăn nói thẳng thắn, đúng không? Đúng vậy, kiểu như nói mà không suy nghĩ. Đại loại, nhưng tôi không sợ đâu, giống như kiểu thách thức vậy. Thách thức những điều bí ẩn, mẹ bạn là người như vậy. Sao à, mẹ bạn bị bóng đè là ở phòng nào? Là phòng này. Ở đây sao? Đúng vậy. Chị trên, tôi xin phép hỏi một chút, chị nhìn thấy linh hồn đàn ông ở đâu? Ở trước nhà. Tôi nhìn thấy ở đó. Người đó đứng ở vị trí này.
Vậy linh hồn đàn ông đó là ai? Có ảnh hưởng gì tới căn nhà này không? Thật ra, thì linh hồn đó không ảnh hưởng gì tới căn nhà này. Vì chỉ là vong hồn thôi. Linh hồn này không chỉ xuất hiện ở nhà bạn Giao, mà đi từ nhà này qua nhà khác. Chỉ quanh quẩn ở ngoài thôi, và muốn xin phúc phần. Nói đơn giản là nhà bạn không có ma, nhưng liên quan tới việc bạn coi bói và đem tà vật về nhà. Đó là nguyên nhân khiến bạn thấy bất an, và người trong nhà không thể sống vui vẻ. Mời anh Lưu. Bạn Giao, phiền bạn hướng điện thoại về tượng giác được không? Ngài ấy có lời muốn nói với bạn. Ngài ấy có điều muốn nói với bạn. Từ lúc sống ở đây, ta cho ngươi sự giàu có, nhưng ngươi lại không hạnh phúc. Giờ ta cho ngươi bán được. Bán rồi thì để người khác giàu sang. Khoan đã, bạn đang định bán nhà, phải không? Không, tôi không bán căn nhà này, mà đang định bán một căn khác. Trong khi người khác khó khăn, thì bạn thử nhìn lại cuộc sống của mình, nó vẫn luôn suôn sẻ, ổn định, kinh doanh thuận lợi. Công ăn việc làm đều đặn. Mặc dù không quá giàu có, nhưng cũng có của ăn của để. Nhưng tại sao lại không hạnh phúc vì điều đó, mà lại đau khổ vì những việc không xảy đến với mình? Tượng Phật trong nhà, chỉ cần thờ cúng một cách thành tâm, thì căn nhà này đã hạnh phúc rồi, càng làm ăn càng phất lên. Nhưng bản thân bạn tìm kiếm vô vàn những điều khác, trong khi bản thân đã làm tốt. Việc kinh doanh cũng thuận lợi, nhưng bạn lại lựa chọn tin vào thầy bói hơn tin vào bản thân mình. Đây là câu chuyện của bạn Giao. Khi nhìn thấy linh hồn ngay trong chính căn nhà của mình, anh Lưu và chị trên cảm nhận được rằng căn nhà này vốn không có điều gì đáng sợ, nhưng là do những thứ mà bạn Giao và mẹ bạn ấy thỉnh về là nguyên nhân khiến họ gặp phải điều bí ẩn. Chương trình Người Thách Thức Ma đến đây là hết. Đừng quên rằng, ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Nhẫn tài lộc được thiết kế bởi Lưu Chịt Sàm Phật. Nhẫn được tạo thành bởi bốn linh vật gồm rồng xanh phía đông, biểu tượng của hòa bình và giàu có. Hổ trắng phía tây, biểu tượng của sự bảo vệ và xua đuổi ma quỷ. Thiên Nga đỏ phía nam là biểu tượng của trí tuệ, thịnh vượng và lòng trung thành. Rùa đen phía bắc, biểu tượng của niềm tin, sự trường thọ và hạnh phúc. Và kèm theo đó là bốn chữ mang ý nghĩa tốt lành bao gồm Di, nghĩa là hạnh phúc. Học, có nghĩa là tương lai tốt lành may mắn. Lốp, nghĩa là sự giàu có của gia đình, cấp bậc, danh hiệu. Siêu, có nghĩa là tuổi thọ, sức khỏe dồi dào. Và biểu tượng cuối cùng là lá bùa bát quái, giúp cân bằng cơ thể, nhìn thấy điều tốt, hóa giải điều xấu thành tốt. Cách đeo nhẫn đúng cách để mang đến phong thủy cho bạn. Phía bên trong có biểu tượng bát quái, hãy xoay biểu tượng này xuống bên dưới ngón tay, sau đó chỉnh biểu tượng thú về hướng của bản thân. Tiếp theo dùng ngón tay cái của bàn tay còn lại đặt lên nhẫn, sau đó cầu nguyện ước muốn của bản thân muốn đạt được. Nếu bạn đang kinh doanh buôn bán thì hãy xin rằng, tôi tên là... Và tôi là chủ nhân của chiếc nhẫn này. Tôi làm công việc buôn bán kinh doanh, cầu mong cho công việc của tôi thuận lợi, may mắn, tiền và như nước. Nhẫn phong thủy tài lộc hàng thật sẽ có khắc tên của Lưu Chịt Sẵm Phật được khắc phía bên trong của nhẫn và được tặng kèm tấm thẻ tài lộc. Quý vị đã đặt hàng nhẫn tài lộc rồi, thì xin chúc mừng quý vị đã chung tay góp phần xây lên nơi ở cho các vị tăng ni. Xin chúc cho quý vị nào đã nhận được nhẫn tài lộc luôn luôn mạnh khỏe, giàu có. Và xin cảm ơn sự chung tay của quý vị để chúng tôi có thể xây lên được nơi ở cho các vị tăng ni. Liên hệ Zalo 0988 278 544 hoặc liên hệ tại Facebook Truyền hình Thực tế Tâm Linh Thái Lan.